Tiếp theo là phóng sự lễ ra mắt Hội Phụ Nữ Việt Nam tại Hoa Thịnh Đốn do Bích Phượng và Đậu Thanh Vân thực hiện. Kính mời quý vị theo dõi. Bích Phượng của SPTN Washington DC kính chào quý vị, kính chúc quý vị. Hôm nay là ngày đầu xuân 20 tháng 3 2016 tại nhà hàng Kobe, Hội Phụ Nữ Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia đã được thành lập. Và hôm nay là ngày đầu tiên ra mắt cộng đồng. Và đã có gần 60 đồng hương cùng hội viên, ban chấp hành và các cố vấn hội đến tham dự. Hội sẽ vận động quý chị em phụ nữ tham gia vào các sinh hoạt của cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn. Hội đồng cố vấn bao gồm tất cả những vị được Hội trưởng Hội Phụ Nữ Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn mời. Thì Thư và chị Chủ tịch đã quen biết nhau khoảng 5 năm về trước. Thì tụi này sinh hoạt trong cộng đồng rất là lâu và làm việc thiện với nhau. Cho nên chị Trúc Nương có nhã ý mời Thư vô cái hội Việt Nam Women Society để mà giúp cho cộng đồng Việt Nam về cái phần xã hội, ví dụ như là cần mấy bác lớn tuổi cần chăm sóc tại nhà. Thành ra tụi Thư join với cái hội này. Thì là cũng giống như là anh Thư, là Tú cũng có quen với lại chị Trúc Nương, là chị Chủ tịch. Là tụi Tú cũng đã là làm những cái volunteer trong vùng cộng đồng Việt Nam. Thành ra chị Trúc Nương có đề nghị là bây giờ là trong sẵn dịp mà tụi Tú làm volunteer như vậy đó, thì là mình lập một cái hội phụ nữ để giúp đỡ tất cả những phụ nữ trong cộng đồng Việt Nam về bất cứ những cái dịch vụ gì, nhiều cái dịch vụ khác nhau. Thành ra từ đó mà tụi Tú giúp tham gia, giúp chị Trúc Nương để lập thành cái hội này. Hội phụ nữ này đó mới thành lập đây có mấy tuần. Cái lần đầu tiên mà chúng tôi gặp mặt để mà bàn thảo là ngày 13 tây tháng 3, thành ra cũng rất là mới. Sở dĩ chúng tôi thành lập hội phụ nữ là từ trước tới giờ tôi cũng đã làm rất là nhiều việc về xã hội giúp cho phụ nữ Việt Nam tại đây và các tiểu bang khác. Và tôi nhận thấy là cái số người Mỹ gốc Việt ở đây rất là đông, trên 100.000 người. Nhưng mà ở trong cộng đồng chúng ta, phần đông là hội của các ông. Thành thử ra tôi nghĩ ra đây là đúng lúc để mà chúng ta có một hội phụ nữ. Tại vì phụ nữ chúng ta, theo truyền thống thì chúng ta luôn luôn nói là chúng ta là con cháu của nhị vị Hai Bà Trưng. Mà khi mà chúng ta góp phần, đóng góp á, thì ít khi nào chúng ta được nhìn nhận là chúng ta đã góp phần. Trong văn chương Việt Nam nói phụ nữ là nội tướng, thì nội tướng chẳng những lo cho cơm, nước, quần áo, cho chồng, cho con, lo cho vấn đề education cho con cái mình và cũng lo cho career của con cái nữa. Khi mà phụ nữ đã xong hết cái prime time rồi, về hưu, thì chúng ta khi mà còn đầy đủ sức khỏe, chúng ta muốn lo ra ngoài xã hội nữa, thì chúng ta muốn giúp các ông cụ già không có con cái lo. Chúng có một số các vị đó cần những người AIDS đến nhà để săn sóc, để các vị có thể sống độc lập mà không có phải vào trại dưỡng lão chẳng hạn. Thành ra chúng tôi đến đó để mà điền đơn cho các vị đó. Chúng tôi cũng thông dịch cho các vị đó. Đó là một trong những việc chúng tôi đã làm và đang làm. Đồng thời ví dụ như có một số gia đình, có một số các chị em phụ nữ đang là nạn nhân của domestic abuse và bạo hành trong gia đình, thì chúng tôi cũng đến để mà giúp hoặc là tìm những cái cơ quan, những cái shelter để các chị em đó có thể đến mà nương náu. Đồng thời chúng tôi cũng giúp các em trẻ nào mà học mà theo không kịp cái chương trình học bên đây đó, chúng tôi cũng dạy kèm cho các em. Tất cả những việc chúng tôi làm đều là thiện nguyện thôi. Lời sông đôi vương vang ơn phương trời, giúp chúng ta được vùng xưa quyết tiến, chiều trường xưa đẹp ơn sáng muôn đời.
Phượng tường trình từ Fortress, Virginia. Sau đây, chương trình xin được tạm ngưng trong giây lát để kính mời quý vị đến với tiết mục bảo trợ thông báo và quảng cáo. Cáo phó, gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn bè. Chồng, cha, ông ngoại và anh của chúng tôi là ông Võ Văn Yến, pháp danh Tâm Lợi, sinh ngày 22 tháng 8 năm 1953 tại Huế, Việt Nam, mất ngày 19 tháng 3 năm 2016, nhằm ngày 11 tháng 2 năm Bính Thân tại Greenville, South Carolina, hưởng thọ 63 tuổi. Linh cữu được quàng tại Marquis Mortuary, 311 Century Drive, Greenville, South Carolina, 29607. Chương trình tang lễ thứ năm 24 tháng 3 2016, 6 giờ chiều, phát tang, cầu siêu, thăm viếng. Thứ sáu 25 tháng 3 2016, 6 giờ đến 9 giờ chiều, cầu siêu và thăm viếng. Thứ bảy 26 tháng 3 2016, 9 giờ sáng, cầu siêu, 10 giờ sáng, lễ phủ cờ, 10 giờ 30, di quan, 11 giờ hỏa táng, tang gia đồng kính báo. Mẹ, Công Tằng Tung Nữ Thị Ngoạn, Huế, Việt Nam. Vợ, Nguyễn Kim Quý, Greenville, South Carolina, trưởng nữ, Võ Thu Hương, chồng và con, Simpsonville, South Carolina, trưởng nam, Võ Anh Tuấn, San Diego, California, thứ nữ, Võ Thu Hoài, Charlotte, North Carolina, thứ nữ, Võ Kim Anh, Columbia, South Carolina, cháu, Võ Huy John, Simpsonville, South Carolina, anh, Võ Văn Hoàng, vợ và các con cháu, Huế, Việt Nam. Anh, Võ Văn Hoàng, vợ và các con cháu, Greenville, South Carolina. Anh, Võ Văn Vũ, vợ và các con cháu, Greenville, South Carolina. Cáo phó này thay thiệp tang, xin miễn phúng điếu. Vendor Direct Sale, mua lẻ, rẻ hơn giá sỉ, trực tiếp với các hãng ngay tại Teletron đến hết tuần này. LED Sony 40 inch 388 đồng, 55 inch Smart TV 688 đồng, Sony XPR 4K 55 inch 1098 đồng, 65 inch siêu mỏng 2198 đồng, mua với loa Bose Free Sony 32 inch. Karaoke Bose tặng cặp gối thông minh Italy, máy rung tăng mở giảm cân bớt 1500 đồng, free bộ đồi thủy tinh của Pháp, Hermes sauna của Mỹ bớt đến 2000 đồng, tặng Foot Massager. Inada Michael Che làm tại Nhật tốt nhất thế giới. Chỉ có tại Teletron 8.799 đồng, tặng quà 600 đồng, đệm Mediflex Italy từ 2.999 đồng, free bộ giường 1.500 đồng. Sofaya Made in Italy 35% mớ free Sony 48 inch, bàn ăn và giường ngủ Made in Italy, tặng Sony 40 inch, ghế massage Cozia so bóp lòng bàn chân 2.999 đồng, tặng quà 500 đồng. Teletron trong khu Eden Center 703-237-8999, Teletron Phước Lộc Thọ 714-892-6999. 1984, Eden đã trở thành một trung tâm thương mại của người Việt lớn nhất tại miền Đông Hoa Kỳ với những con đường mang tên của các chiến sĩ anh dũng hy sinh cho miền Nam tự do. Với 120 cửa hàng, Eden tọa lạc tại Wilson Boulevard, Fortress, Virginia. Eden được kiến trúc giống chợ Bến Thành để gợi lại cho chúng ta niềm nhớ Sài Gòn trước năm 1975. Eden phản ảnh được trung tâm thương mại và văn hóa Việt Nam. Muốn biết thêm chi tiết xin vào trang nhà www.edencenter.com.